Khó chịu quá, khó chịu quá. Mình muốn phá vỡ cái lớp vỏ này ra ngoài. Thoải mái quá, mát quá. Ủa, nhưng nơi này là nơi nào? Sao, sao không có ai bên cạnh của mình hết vậy? Mình mồ côi hả? Hả? Có thức ăn, có thức ăn. Ngon quá, ngon quá. Nhưng mà rốt cuộc mình là sinh vật gì? Tại sao cha mẹ của mình lại bỏ mình tại nơi này? Chào các bạn, tôi vừa mới nở ra thôi thì tôi thấy được thân hình của tôi hết sức kỳ lạ. Tôi cũng không biết mình là con gì nữa. Sau đó thì tôi cố gắng đi lang thang để ăn những thứ thức ăn bị thối rữa, để cầm chừng đỡ đói sống qua ngày, rồi tiếp tục đi tìm cha mẹ của tôi. Nếu không, mấy tên bắt cóc trẻ con sẽ bắt tôi về cho tôi đi ăn xin hoặc làm ăn mày mất. Mày không hớt được tao con trai, tôi bị không tình yêu. Hả? À, tụi bay, nhìn kia, có con mồi tự tới nộp mạng cho chúng ta. Bảo vệ nó lại. Không, không, tha cho tôi đi. Ủa, ủa, sao, sao mấy người giống tôi dữ vậy? Không lẽ, tôi là con rơi của mấy người? À hả, nhìn kỹ nó, sao một nửa thì giống loài rắn, một nửa thì giống như là loài chim vậy? Hả, không lẽ, nó là thứ cậu tạm trúng của mụ ta? Hả? Mẹ kia. Vậy là mấy người biết cha mẹ của tôi là ai đúng không? Mau nói cho tôi biết đi, làm ơn đó, cầu xin đó. Mẹ mày là một con rắn dâm loạn, còn cha mày là một con chim khốn kiếp. Để mày ra, vứt mày như thế đó, còn bọn chúng thì bỏ đi mất tiêu rồi. Giờ thì mày sẽ trở thành thức ăn của bọn tao. À, cảm ơn, cảm ơn. Lũ đáng ghét, lũ xấu xa. Các người cũng là rắn, tại sao các người lại kỳ thị cha mẹ ta đến thế? Các người định ăn thịt ta? Vậy thì chưa biết ai ăn thịt ai đâu. Không lẽ đó là sự thật hay sao? Tôi là một sinh vật lai, nhưng cha mẹ của tôi không thể nào xấu xa như vậy. Tôi phải cấp tốc lên đường tìm họ và hỏi rõ sự thật cho bằng được. Đau quá, thả tôi ra đi, thả tôi ra đi. Tôi không mang con trong bụng của tôi, đừng làm hại tôi nè. Tao không quan tâm, tao sẽ ăn thịt hết mẹ con mày. Hả? Mình không thể nào đứng nhìn cảnh tượng này được. Mình phải giải cứu mẹ cá sấu mà thôi. Thả bà ấy ra, thả bà ấy ra. À, khốn kiếp, cái thứ chết tiệt gì đây, định giành con mồi với ta à? Tao sẽ kẹp chết mày. Ta không giành con mồi với ngươi, mà tao muốn giải cứu mẹ cá sấu. Mẹ cá sấu ơi, mau cùng tôi cắn chết thứ chết tiệt này đi. Tao biết rồi, cảm ơn cậu. Chết đi. Ăn luôn thịt nó đi. Tôi lớn rồi. Trời đất ơi, tôi còn một cánh nữa. Trời đất quỷ thần ơi, âm nhân, cậu là sinh vật gì thế? Rốt cuộc cậu là con rắn hay là loài chim phượng hoàng? Trông cậu thật lạ. Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà có kẻ nói với tôi, mẹ tôi là rắn, cha tôi là một loài chim. Tôi bây giờ phải đi tìm họ để hỏi rõ toàn bộ sự thật. Tôi chỉ biết ăn ngủ dĩ đĩ thôi à, tôi không thế nào giúp được gì cho cậu. Mời đẹp. À đúng rồi, ở khu rừng phía kia có một sinh vật rồng đầu bò, hắn biết đủ thứ mọi chuyện hết á. Cậu hãy nhanh chóng tới đó hỏi thử. Vậy hả? Cảm ơn mẹ cá sấu nhiều lắm. Chúc bà đẻ mẹ tròn con vuông. Tôi cũng nhanh chóng theo thông tin của mẹ cá sấu lên đường đi về khu rừng nơi có một sinh vật rồng đầu bò, hiểu hết tất cả mọi chuyện trong thời gian. Trên đường đi tôi gặp vô vàn khó khăn, nhưng cũng may là tôi biết cắn nhau từ nhỏ. Đồng thời bây giờ tôi là một con rắn có cánh nữa chứ. Tôi có thể bay lên trên cao và phun ra vô vàn cái lông giống như là lông phượng hoàng vậy, rất sắc nhọn và đâm thủng mắt của kẻ thù. Do đó mà tôi vượt qua cánh rừng này cũng không mất nhiều thời gian. Chết tiệt, thứ gì kỳ lạ dám tới địa bàn của chúng ta làm loạn thế này? Có tin là bọn ta nướng người cháy khác không? Hả?
ta chỉ đi ngang qua đây thôi, ta không muốn kiếm chuyện. Lũ khốn kiếp này, đừng trách ta, chết đi. Tôi lại đụng độ thêm lũ thằng lằn nham thạch vô cùng dữ tợn. Bọn chúng ỷ thân xác to, bắt đầu thiêu đốt cơ thể của tôi. Nhưng nhờ có đôi cánh, tôi có thể dễ dàng né tránh và bay lên người bọn chúng, cạp vào cơ thể của bọn chúng, khiến bọn chúng bị dính độc và lặn đùng ra. Sau đó thì tôi cũng đã thưởng thức luôn thịt của những con thằng lằn lửa này. Hay lắm, hay lắm. Lũ thằng lằn lửa đó chuyện ức hiếp các sinh vật ở đây, bọn chúng cũng dám chiếm địa bàn của ta để trở thành hang ổ của bọn chúng. Hôm nay ngươi thật nghĩa khí, đã tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng. À, ngươi sao trông lạ thế này? Ngươi không lẽ là con lai giữa rắn và chim phượng hoàng hay sao? Cái gì? Ông biết rõ thân thế của tôi. Không lẽ ông là rồng đầu bò? Đúng vậy, ta chính là rồng đầu bò. Và không có chuyện gì trên đời này mà ta không biết. Hay quá, hay quá. Làm ơn nói chỗ cha mẹ của tôi đang ở đâu được không? Tôi muốn tìm họ. Hả? Để hỏi họ tại sao lại bỏ rơi tôi. Vậy để ta nói toàn bộ sự thật cho ngươi biết. Cách đây vài tháng trước, xuất hiện một con quái vật vô cùng to lớn, đã giết vô vàn sinh vật vô tội trong khu rừng của chúng ta. Lúc đó cha ngươi là một con chim phượng hoàng tu luyện trên núi, đã xả thân mình xuống để đánh nhau với con quái vật đó, vô tình cứu lấy một hang ổ rắn, trong đó có mẹ ngươi. Mẹ ngươi đã động lòng và rồi yêu cha ngươi. Kết quả thì ngươi ra đời. Nhưng dạo gần đây, con ác quỷ đó lại xuất hiện, và cha ngươi cùng mẹ ngươi đã liều mạng để đi ngăn cản con ác quỷ đó, nên đã bỏ lại ngươi. Trời, mẹ ơi, làm ơn chỉ chỗ của con ác quỷ đó đang ở đâu đi. Tôi muốn tới giúp cha mẹ của mình. Ở phía bắc, cách đây một ngày đường, nhưng mà nơi đó rất nguy hiểm. Người tốt nhất không nên đi. Đừng lo cho tôi không sợ đâu. Tôi phải giúp cha mẹ của mình. Vậy là nhờ rồng đầu bò cho tôi biết được toàn bộ sự thật, tôi cũng nhanh chóng tiến thẳng về nơi cha mẹ của tôi đang chống lại lũ quái thú, yêu ma, quỷ quái để bảo vệ những sinh vật tại khu rừng này. Tôi muốn giúp đỡ họ một tay. Đi mãi, một ngày đường, cuối cùng tôi cũng đã tới được một nơi vô cùng u ám. Nơi đây xuất hiện những con quái quỷ gì đó rất lạ, và xác của bọn chúng nằm chết rất nhiều. Tôi lúc này rất đói, sẵn tiện tôi ăn luôn những cái thứ xác này. Thịt của bọn chúng thật khó nuốt, nhưng mà ít nhất nó giúp tôi đỡ đói và no bụng hơn. Đây, sinh vật kia, sao ngươi lại tới đây? Nơi đây nguy hiểm lắm. Mà quay về khu rừng yên bình đi. Không, tôi tới đây để tìm cha mẹ của mình, tôi không về đâu. Sao người ông lại rực lửa thế kia? Ông không lẽ là... Ta là chim phượng hoàng lửa. Ta cùng vợ của ta đã chiến đấu đây rất nhiều ngày rồi. Nhưng con ác quỷ đó, nó rất mạnh. Nó còn thả ra rất nhiều thuộc hạ nữa. Bây giờ ta bị thương nặng rồi, còn vợ của ta bị bắt đi rồi. Nhanh lên đi, hãy chạy đi. Nếu không lũ quỷ nó tràn qua đây thì ngươi sẽ chết luôn đó. Trời, là con đây. Cha không nhận ra con hay sao? Con là kết tinh tình yêu của cha và mẹ đây. Con là rắn lai phượng hoàng đi. Cái gì? Quả trứng của vợ chồng ta đã nở ra rồi hay sao? Ngươi, đúng rồi, là thân hình này. Bộ lông này giống tay đúng. Hay quá, con rồi. Cha ơi, đúng rồi, mẹ bị lũ ác quỷ bắt đi rồi hay cha? Con phải đi cứu mẹ. Dừng lại, thứ đó bây giờ rất mạnh. Con không phải là đối thủ của nó đâu. Ta bị thương không nhẹ rồi. Hay là ta sẽ lấy toàn bộ sức mạnh của ta để ban lên người của con. Hãy lại đây, hãy nhận lấy nè. Cha ơi, không. Lũ khốn kiếp, các người dám chia rẽ cha mẹ ta. Vậy thì
ta sẽ không để cho lũ quỷ các ngươi con nào được sống sót đâu. Tôi nhờ sức mạnh kỳ diệu phượng hoàng lửa của cha tôi để lại, người của tôi trở nên vô cùng to lớn. Lúc này đôi cánh của tôi dang rộng ra và có thể nâng toàn bộ cơ thể tôi bay lên trên không. Đồng thời thì thân mình của tôi thon gọn giống như là một con mãng xà vậy. Lúc này tôi thẳng tiến nhanh chóng về hang ổ của lũ ác quỷ đó. Trên đường tôi tiêu diệt vô số tay chân thuộc hạ của thứ khốn kiếp đã chia rẽ cha mẹ tôi. Tôi phải cố gắng hết sức, phải liều hết toàn bộ sức lực này để cứu mẹ tôi và tiêu diệt hết bọn ác quỷ đó. Lũ khốn kiếp này, vậy mà chúng mày cũng để nó trốn thoát. Mau lục tung cả khu rừng này, tìm cho được con phượng hoàng lửa đó cho tao. Ta phải lấy hết sức mạnh của nó. Nếu để lọt vào tay của kẻ khác thì chúng mày chết với tao. Hả? Thì ra mày chính là con ác quỷ đã làm hại chia rẽ cha mẹ tao. Bây giờ còn muốn chi lùng cha tao nữa hay sao? Tao nói cho mày biết, sức mạnh của cha tao đã truyền cho tao rồi đây nè. Nếu mày muốn lấy thì tao cho mày lấy. Khốn kiếp, thứ quái quỷ gì đây? Mày là con của con phượng hoàng đó và con rắn khốn kiếp kia. Hèn chi trông mày chẳng ra cái giống gì cả. Hả? Mày nói mày đã hấp thu lấy sức mạnh của cha mày à? Vậy thì tao sẽ xé xác mày và nuốt luôn mày. Tao có được sức mạnh của phượng hoàng lửa rồi, không có sinh vật nào là đối thủ của ta. Người khinh thường ta quá rồi đó, thì chết tiệt. Người hãy coi thử sức mạnh của ta nè. Hãy coi bốn cái răng nanh độc của ta đây. Gai độc của ta sẽ giết chết người, thấm vào mạch máu của người và nó sẽ đốt cháy cổ họng của người. Chết đi. Khó chịu quá, khó chịu quá. Mẹ kiếp, thứ chết tiệt quái quỷ này. Mày cái bọn thuộc hạ râu ri, chúng mày hãy chết chung với chủ của chúng mày luôn đi. Chài, em sẽ giết luôn ngươi để ta có thể thoát quay về chết chồng của ta. Dừng lại đi. Tôi tới đây không phải để mua kiếm chuyện hay kiếm thức ăn đâu. Tôi chỉ muốn tới giải cứu mẹ rắn của tôi thôi. Cái gì? Mẹ rắn của ngươi? Rõ ràng nơi đây chỉ có một mình ta đang bị bắt thôi mà. Trời đất ơi, ngươi thân hình là một con rắn nhưng đôi cánh là một con đại bàng, không lẽ? Đúng vậy, là con đây.